Vâng các bạn nhé, hôm nay anh em chúng tôi đưa con ngựa lên đưa cho khách con ngựa con khoảng độ con vật con nhá, vật con thôi. Đây, vật con nhìn thấy chưa? Em này 4,5 tạ nha các bạn nhá. Ôi, kinh đứng chặt xe luôn. Đấy. Đây. Đây. Chúng tôi đây, đi nhá. Lên xe. Đún xe kìa. Anh em chúng tôi giao ngựa đi qua cầu Cẩm Lý nhá. Đấy, anh em bạn bè dưới Lục Ngạn Bắc Giang này có nhu cầu về ngựa thì cứ alo nhá, chăn nuôi hoặc là ngựa thịt thương phẩm. Đấy, cầu Cẩm Lý sông này chắc sông Thương hay sao mình chưa biết, sông này sông gì? Sông Lục Nam. Sông Lục Nam à? Đấy, sông Lục Nam bạn nhắc được. Cầu này là cầu dành cho đường tàu vừa ô tô đi, xe máy đi. Cầu sắt. Lần đầu tiên đi qua cầu Cẩm Lý này, sông Lục Nam. Đấy. Ok các bạn nhé, các bạn tiếp tục theo dõi quá trình bàn giao ngựa của anh em chúng tôi nhé. Đấy, anh em chúng tôi đi giao ngựa là vào tận cái đồi núi này nhá, qua đường tàu ở đây. Cái này thuộc Lục Nam. Lục Nam. Đấy. Qua đường tàu. Đây là cái xốc xếch đấy. Đi vào gần cái đồi kia nhá. Đồi. Núi. Đúng rồi, đồi. Xe ô tô con đen đứng trước và dẫn đường. Con ngựa này khoảng độ gần 5 tạ hơi các bạn nhé. Con ngựa cực to luôn. Con mạch to nhất vùng. Đi giao ngựa vào khu đồi mát mẻ cực mát luôn. Đấy. Toàn rừng ơi. Mang em ở đây là thịt làm cỗ liên hoan, ngựa cực to, nó cao, rời con ngựa. Thế lúc nào xuống xe rồi quay các bạn xem, cực phê luôn, như một con voi con trên bản đôn. Đây, nhà văn hóa đó. Thôn Giáp Sơn, đấy, xã Cẩm Lý đây. Khu vực này rất chi là mát mẻ nhé. Con Giáp Sơn nhé. Đấy, tường cũng rất là đẹp. Đây, và tận chân đồi rất chi mát mẻ. Ở đây thì không khí trong lành. Thế nào mấy đại gia về đây ở là phải. Đấy, đã đến nơi nhá. Chắc đi vòng vào trong. Đấy, anh chủ ơi. Nhìn anh chủ ơi, biết rồi, anh chủ có tiền rồi. Ba con ngựa cực to luôn. Đấy, bà chủ đây. Đi thẳng vào đây. Cực rộng luôn. Ra ngoài sân bê tông cái này nó trơn, nó nhảy lên trơn.
rồi. Cho con vai quan xuống. Ui trời ơi, không phải con thật. Trước khi đi về phải mang bao cỏ đi. Vâng. Con voi ác chiến không? Voi này mới ác này. To nhất vùng. Người này to nhất vùng ấy. To nhất bạn. Nó lành mà. Sống ở đây thì không lo sống. Sống không sợ sống được. Xuống. 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 Đi, đi, xuống, đi. Nó chưa quen, đi xuống, 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 đi. To, con này to cực to luôn. Xuống, lấy cái chèo lên đấy trên kia kìa. Đánh vào cái que vào cái đuôi kìa. Xuống, đi, 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 đi. Con này cực to luôn. Vâng. Vâng. Xuống. 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 Như con voi. Đấy, đây là voi con. Chỗ này chú ơi. Đây. Nắng đá tung tóe đây nhờ. Đó. Vâng. Tôi đứt đâu. Đây các bạn nhá. Ui. Lựa này cực to luôn, mang theo vào cỏ cho ăn luôn. Đấy. À, tới. Con này là món cực ngon. Ngon luôn. Ui giời ơi. Những con gọi là voi thật nhá. Ăn miếng cỏ cực đỉnh. Các bạn nhá. Các bạn muốn ăn thịt ngựa thì cứ alo nhá. Ngựa này là cả con luôn. Đấy, muốn chọn con to con bé có hết. Đấy. Từ 1 tạ đến 5 tạ đều có. Con này cực to luôn nhá. Ok các bạn nhá, các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Đấy, ok các bạn nhé. Mình vừa đi giao ngựa một em ngựa siêu to khổng lồ đấy, 4 tạ rưỡi nhá. Đây thì mình sẽ làm video em ngựa này cho các bạn xem. Ngựa bên mình thì ngựa giống ngựa sinh sản rất nhiều các bạn nhé. Đấy, một rưỡi này luôn. Đấy, hàng này toàn hàng giá hợp lý các bạn nhé. Thì anh em nào mà muốn vào ngựa sinh sản thì alo nhé. Đấy. À, tầm độ vài hôm nữa thì mình về tầm độ mấy con dự án nữa các bạn nhé. Hàng khuôn khuôn tiền cho bà con vào sinh sản, mai mình gom lại nó dễ các bạn nhé. Đấy, các bạn yêu quý kênh thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Bạch Mã TV nhé. Đấy, các bạn đăng ký kênh rồi thì các bạn bấm chuông nhé, khi nào mình ngựa mình về
thì mình sẽ thông báo thẳng trực tiếp đến điện thoại của các bạn luôn nhé. Đấy, còn mua sản phẩm bên mình, ví dụ cao ngựa bạch này, cao ngựa màu này, và cao và xương ngựa, tóm lại là những cái đồ về ngựa, ví dụ như thịt ngựa bạch các bếp này, thịt trâu các bếp này, và phổi ngựa bạch ngâm mật ong nhé. Đấy, tác dụng thì những cái đồ này các cụ ngày xưa đã dùng rồi, rất hiệu quả và rất tốt nhé. Bên mình đi làm dùng thường xuyên nhé, thì các bạn yên tâm về bảo đảm là an toàn thực phẩm, các bạn có giấy tờ đầy đủ, các bạn yên tâm cứ sử dụng nhé. Đấy, ok, hẹn gặp lại các bạn những video đi thu gom ngựa và bàn giao ngựa lần sau nhé. Ok, xin chào nhé.